Ổng khỏi hạn hán, bất chấp biến đổi khí hậu, giáo sư sinh học tế bào thực vật tại UCR Sinclair, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, hạn hán là nguyên nhân số 1 gắn liền với lũ lụt, mất mùa hàng năm trên toàn thế giới. Hóa chất này là một công cụ mới thú vị có thể giúp nông dân quản lý tốt hơn hiệu suất cây trồng khi mực nước thấp. Nghiên cứu về hóa chất chống mất nước vừa được công bố trên tạp chí Science ngày 25 tháng 10. Hóa chất này mang tên Opabactin, còn được viết tắt là OP. Một phiên bản trước đó của OP do chính nhóm của giáo sư Cutler phát triển vào năm 2013, được gọi là Quinabactin, là phiên bản đầu tiên thuộc loại này. Nó bắt chước axit abscisic, hoặc ABA, hormone tự nhiên được sản xuất bởi thực vật để đối phó với căng thẳng hạn hán. ABA làm chậm sự tăng trưởng của cây, vì vậy nó không tiêu thụ nhiều nước hơn mức có sẵn và cây không bị héo. Từ lâu, các nhà khoa học đã biết rằng việc phun các loại cây bằng ABA có thể cải thiện khả năng chịu hạn của chúng. Tuy nhiên, nó không ổn định và chi phí cao đối với hầu hết nông dân. Hoạt chất quinabactin là một thay thế khả thi cho hormone tự nhiên ABA và các công ty đã sử dụng nó làm cơ sở của nhiều nghiên cứu bổ sung, nộp hơn một chục bằng sáng chế. Tuy nhiên, quinabactin hoạt động không tốt đối với một số loại cây quan trọng như lúa mì, cây trồng chủ lực trên thế giới.